Kiếp, hôm nay ỏi thế nhỉ, nóng vã cả mồ hôi. Mùa hè mà lại, mấy nữa còn nóng hơn cơ, nay mới đầu tháng. Ơi da, đau hết cả người rồi. Mà cá cái mảnh ruộng to tổ bố thế này, làm đến bao giờ mới xong, lại còn phải chăn bò nữa. Ruộng của ta to gấp đôi ruộng của ngươi đấy, mà ngươi kêu cá ít thôi, càng kêu càng mệt. Ai, đúng là cái đời ở đợ, suốt ngày giục và đi con bò, làm việc thì như trâu như chó ấy. Mà này, ngươi vừa giúp việc cho phú ông, vừa phải chăm lo cho vợ con, ngươi không thấy mệt à? Có chứ, mệt thì mệt, nhưng mà vui. Mỗi lần về nhà nhìn thấy vợ đang nấu cơm, con đang bập bẹ gọi cha là mọi mệt mỏi, ấm ức đều tan biến. Ôi dào ơi, chân đời mới thấy một người như người đấy. Bạn của ta, đứa nào lấy vợ rồi cũng kêu như vạc, bảo biết thế sống một mình cho lành. Lấy vợ vui mà. Mà này, cái thằng tèo dẻo mỏ bạn thân người mới lấy vợ ấy, giờ nó sống thế nào, nghe nói toang rồi à? Ơi, chưa toang, nhưng mà hai vợ chồng tẩn nhau suốt ngày. Vợ thì kêu chồng lười, chồng thì bảo vợ bẩn thỉu. Thế á, lúc nó tán vợ nó, mồm nó dẻo như kẹo kéo ấy, tỏ tình phát, vợ nó gật luôn. Thằng đấy kế ra cũng tài. Công nhận là nó có tài, nghe là muốn xỉu luôn. Để ta kể cho ngươi nghe nhá. Sen, em lấy anh nhá. Anh sẽ làm tất cả để cho em có một cuộc sống sung sướng, hạnh phúc. Đời anh thà đi ăn xin, đi phụ hồ, chứ không bao giờ phụ em. Ôi, xúc động quá, em đồng ý. Cảm ơn tình yêu của anh, em sẽ là đóa hoa sen thơm ngát của cuộc đời anh. Nỡ mà. Này, anh không phụ tôi việc gì thật đấy à? Đúng vậy, đời anh thà đi ăn xin, đi phụ hồ, chứ không bao giờ phụ em. Ôi giời ơi, tôi điên mất thôi. Đấy, bãi bĩnh của con anh đấy, ngửi đi cho tỉnh. Cô dở à, quần áo bốc mùi sao lại vứt lên mặt tôi? Đúng là cái đồ bẩn thỉu. Thế sao cái lúc anh yêu tôi, anh bảo tôi là đóa hoa sen thơm ngát? Ngát cái đầu cô ấy, ngát thì có. Ôi buồn cười chết mất. Thằng Tèo đúng là chỉ được cái mồm mép, còn sống lỗi quá. Lỗi gì? Lỗi là do vợ nói. Chồng đi làm về còn bắt chồng rửa đít cho con. Ồ, rửa đít thì có gì mà ngại, rửa đít cho con còn sướng hơn đi làm đồng đây này. Tao ơi, ta thì làm gì cũng mệt hết, ta lười lắm. Mà nếu có lấy vợ, ta cũng phải lấy được vợ giàu, có kẻ hầu người hạ, thế mới sướng chứ. Ôi già ơi, ngươi chỉ có mà mơ hão, mỡ đi mà húp, phải tự thân vận động chứ. Ước gì có một nhà từ thiện nào đó thấy ta đẹp trai, thật thà, rồi nhận ta làm con nuôi nhỉ. Hoặc không thì ông ấy sẽ cho ta một đống vàng. Thôi, tỉnh đi, xuống cuốc ruộng tiếp rồi còn chăn bò. Thôi, đang nắng, ta ngủ trưa tí đã. Ngươi lười quá đấy, đến chiều mà không cuốc hết ruộng thì lại ăn phạt. Ngươi cứ lo cái thân ngươi đi, phú ông nhà ngươi còn ác hơn cụ Lý. Trong thời gian làm việc cho nhà ta, ta thấy ngươi rất thật thà, nhìn cũng sáng sủa. Ta sẽ thưởng cho ngươi một con bò giống, nó rất quý đấy nhá, không phải ai cũng được sở hữu đâu. Ơi, dạ, con đội ơn quan lớn ạ. Ngươi nghỉ việc ở nhà ta rồi thì về nhà cố gắng đi khai hoang, gieo hạt, nuôi bò. Nếu chăm chỉ làm lụng thì chẳng mấy lại trở nên khá giả. Ui, dạ, con hứa với quan, con sẽ chăm chỉ làm lụng ạ. Ôi, người sướng thế, câu được ước thấy nhá. Có con bò này mà biết chăm chỉ làm ăn thì được ối tiền đấy. Người giàu ơi, cái ông quan huyện này đúng là kẹt xỉn. Đã mất công cho thì cho hẳn người ta vài lượng vàng đi, bày đặt cho con bò quẻn, ta chẳng thích. Ơ, ngươi điên à? Quan cho ngươi con bò là ý muốn cho ngươi cái cần câu cơm đấy chứ. Chứ cho tiền cho vàng mà ngươi xõa thẳng tay thì chỉ ba bữa là hết. Ôi giàu ơi, thì mục đích cuối cùng vẫn là kiếm được tiền để sống, chứ có mài bò ra sống được đâu. Ôi, ta chịu ngươi đấy. Nhà ta mong có giống bò này còn chẳng được. Thôi, ta về đây.
Ơi, làm thì làm. Nào, ta cho ngươi đi lên đồng ăn cỏ. Mà này, ăn nhiều nhiều vào, chứ tối mà đói là ta kệ ngươi đấy. Rồi cơ à? Ôi, đói bụng quá. Ôi tôi chết, nhà hết gạo, tính đi xin cơm từ thiện mà mình ngủ quên mất. Ây da, toi rồi. Nhà hết gạo ăn rồi, sang nhà thằng nô xin bát cơm vậy. Nào, bỏ đi thôi. Bao giờ mày mới lớn, mới đẻ con hả bò? Nuôi mày tốn công quá, chẳng nhẽ bán quách mày đi. Ô, ngươi không cuốc ruộng mà trồng ngô đi, đang vào mùa rồi. Ta cuốc được tí rồi, đang nghỉ thôi, đang tính cách để làm giàu nhanh hơn đấy. Mà này, nửa tháng rồi sao ta nhìn thấy bò nhà ngươi vẫn gầy thế? Ngươi có cắt cỏ về nhà cho nó ăn không đấy? Không, nó gặm cỏ trên đồng là đủ rồi. Ôi, con bò quý thế này, ngươi phải chăm mạnh tay vào. Mấy nữa nó đẻ ra mấy con nghé con thì tha hồ bán lấy tiền. Bò đang được giá đấy. Chẳng biết lời lãi thế nào, nhưng vì nó mà ta không ngủ thoải mái được, lúc nào cũng phải trông. Ta bó tay với ngươi. Mà nay nhà ta cũng hết cơm rồi, không có gì cho ngươi ăn đâu, đừng sang nhá. Lại một ngày đói nữa. Cứ cuốc đất trồng ngô nuôi bò thì chết đói mất, phải bán bò lấy tiền ăn thôi. Mình quá là thông minh đi. Bán bỏ đi, vừa mua được hai con dê, lại vừa được một bữa ăn ngon. Nuôi dê nhanh lớn hơn nuôi bò, chẳng mấy chốc mà mình có một đàn dê. Nghĩ đến cái bữa cơm thịnh soạn hôm trước sao mà thèm quá. Ước gì ngày nào mình cũng được ăn như thế nhỉ. Đợi dê đẻ không biết đến bao giờ. Hay là nghĩ ra cách rồi. Bán dê mua gà đúng là sáng suốt. Gà đẻ trứng sòn sòn, có thể ăn được luôn. Không ăn hết thì mình đem bán. Xem nào, bắt một con thịt ăn cho bỏ cái lúc thiếu thốn mới được. Ôi, thịt gà đúng là ngon. Ăn xong rồi, mình đi ngủ cái nhỉ. Các cụ bảo căng ra bụng trùng ra mắt, cấm có sai. Xem nào, còn lại 8 con gà, nuôi mãi chưa thấy con nào đẻ trứng. Thôi cố gắng chờ vài hôm nữa vậy, chứ giờ bán đi cũng chẳng biết mùa gì. Ơi, đói quá. Thôi thì lại thịt một con gà vậy. Còn 7 con, mình thề sẽ không ăn thêm con nào nữa. Nay thịt con gà này thì mình còn lại mỗi một con gà. Một con thì làm giàu gì chứ. Thôi, cho cả hai chú lên thiên đường cho có bạn có bè. Đời mấy khi được sướng đâu, cứ hưởng thụ cái đã. Hầu ơi, quan đến thăm nhà ngươi này. Con chào quan ạ. Con bò giống ta mua cho ngươi ở đâu rồi? Dạo này nhà ngươi làm ăn thế nào? Con bò. Con bò làm sao? Đâu rồi? Bò đây ạ. Hả? Con bò, người bán nó đi lấy hết tiền mua đồ ăn rồi hả? Không phải ạ. Con thấy bò lâu lớn mà chăm cực quá nên con bán đi mua hai con dê. Ai ngờ chăm dê còn cực hơn. Thế là con quyết định bán dê đi mua một đàn gà. Gà vừa dễ chăm, vừa nhanh đẻ trứng ạ. Nhưng sao? Thời buổi làm ăn khó khăn quá, con không làm ra tiền nên phải ăn tạm gà để sống qua ngày ạ. Xin quan xem xét giúp đỡ con, để cái đời con nó bớt khổ ạ. Hóa ra người cũng chỉ là cái đồ lười biếng, ham chơi. Người không chịu khó chăn nuôi, gieo trồng, tăng gia sản xuất,
mà chỉ ngồi chầu trực cái ăn rồi mang bán đi thứ quý giá nhất nhà. Ngữ không biết tính toán như ngươi, xứng đáng nghèo hèn suốt đời. Lính đâu, lôi tên này ra đánh 20 hẻo cho ta vì tội lười biếng. Dạ vâng ạ. Dạ thôi ạ, xin quan tha cho con, đừng bắt tội ai. Xin quan tha cho con. Cái tên lười kia, ngươi làm không làm, lại ngồi để ngủ à? Có muốn ăn giói không hả? Cụ Lý ạ, thế mà làm con giật cả mình. Sợ quá. Sợ cái gì? Ngươi nhìn thằng nô nhà phú ông cái kia, nó chăm chỉ cân cù như thế, con ngươi thì hở ra cái là trốn việc. Tháng này ta trừ 2 đồng tiền công cảnh cáo, còn lần sau nữa là ta đuổi việc. Ôi dạ cụ ơi, cụ chăm trước cho con làm ngay đi ạ. Không nói nhiều, xuống làm việc mau lên. Dạ. Ôi, giấc mơ sợ quá. May mà không có ông quan nào cho mình con bò. Thôi, từ giờ quyết tâm chăm chỉ làm việc. Có làm thì mới có ăn, không thì chỉ có ăn gậy thôi. Mình ơi, tôi về rồi đây. À, mình về rồi. Nào, vào uống hớp nước nghỉ ngơi đi. Được. Ôi giời ơi, mắt với chẳng mũi. Sao mình cứ để đồ đạc lung tung thế này, hại tôi tự dưng ăn đòn đau điếng. Cái cuốc chứ có phải là cái kim đâu mà không nhìn thấy. Mình phải tránh đi chứ. Tự mình đập vào cái cuốc rồi còn đổ cho tôi à? Thôi, vào đây tôi xem nào. Tím hết cả mặt lại rồi đây này. Hậu đậu lắm cơ. Nhẹ tay thôi. Đây, mình uống hớp nước đi. Thế lần này phú ông cho mình nghỉ mấy ngày? Thì tôi xin phú ông là vườn cam nhà con đến độ thu hoạch rồi, một mình vợ con làm không xuể. Nghe xong, phú ông liền nói ngay là cho về một tuần mà đỡ vợ đấy. Thế là tốt rồi. Chứ đúng là không có mình á, thì tôi không biết xoay sở ra làm sao. Mình xem này, phú ông còn đặc biệt ứng trước tiền công cho tôi, rồi bảo cầm tiền về mua lấy cái xe thổ mà chở cam cho đỡ vất vả. Ấy chà, phú ông lần này lại tốt thế. Đợt này thu hoạch cam rồi phải nhớ để lại một ít cam ngon biếu nhà phú ông đấy. Được, mình cứ quyết thế nào cũng được. Tôi nghe mình hết. Vâng, thôi giờ cũng muộn rồi, mình nghỉ ngơi ăn uống thôi. Sáng mai tôi với mình đi chợ mua cái xe thổ rồi sau đấy cùng đi thu hoạch cam. Được. Chọn mãi cũng được cái ưng mình nhỉ. Công nhận, cái này giá cả hợp lý mà cũng chắc chắn. Phen này thu hoạch cam đỡ phải khuân phát gì rồi. Đỡ qua đi chứ lại. Thôi, mình đi trước đi, để tôi đẩy xe đi sau. Đây, chuyến đầu tiên rồi, mình cứ ngồi đây nghỉ ngơi, ăn một quả cam cho mát ruột. Để tôi kéo xe này về nhà trước nhé. Vâng. Đúng là đỡ chân đỡ tay thật. Làm việc mà chẳng thấy mệt gì. Đau quá. Hả? Ôi giời đất ơi, sao lại hậu đậu thế kia chứ? Tôi nhỡ tí thôi mà. Sao đất trơn thế cơ chứ lại? Đúng là chẳng được cái việc gì cả. Thế có đau lắm không? Hơi ê mồng tí thôi. Thế thì nhanh tay nhặt lại cam đi, xem có bị dập nát quả nào không. Trông với chẳng con, rõ chán. Được rồi. Rồi, thôi mình ngồi nghỉ đi, để tôi kéo xe cam về. Rồi về đến nhà lại làm đổ mấy lần nữa thì có mà hỏng hết cam. Thôi, để tôi đi cùng mình. Nào, để cam vào đây. Cũng đã trưa rồi, mình ra vườn hái cam tiếp đi. Tôi ở nhà chuẩn bị cơm nước. Lát nữa cơm nước xong thì tôi gọi mình nhé. Lát cơm nước xong mà chưa hái được đầy xe cam ý, thì cứ giấu tạm xe thồ vào chỗ nào kín, rồi về ăn cơm trước. Ăn cơm xong rồi hái tiếp. Khi nào đủ một chuyến thì tôi sẽ ra cùng mình đẩy về cũng được nhá. Tôi biết rồi.
Tôi cứ phải dặn thế để mình cứ thư thả mà làm cho cẩn thận. Rồi rồi, tôi ra vườn đây. Minh ơi, về ăn cơm nhá. Cơm đã xong rồi cơ à? Xong rồi, về ăn cho nóng. Nãy vợ dặn mình chưa hái đẩy thì cứ giấu xe thổ vào bụi cây rồi về ăn cơm. Phải làm theo lời vợ dặn mới được. Mình về ngay nhá. Được rồi, để tôi giấu xe cam vào bụi cây đã rồi về. Hả? Cái lão chồng này, giấu xe thổ mà hét to thế chứ lại. Để về rồi mình cho một trận. Tôi về rồi đây, cơm canh thơm quá, đúng lúc đang đói mèo cả bụng. Mình sao lại khờ thế không biết, quay lại vườn cam ngay cho tôi. Sao tự dưng lại quay lại làm gì? Ai bảo mình giấu xe thổ ở bụi cây mà còn hét toáng lên cho cả làng biết như thế. Nhỡ có đứa nào nghe được, nó lấy mất thì sao? Ôi dào ơi, mình cứ cả nghĩ, quanh đây toàn bà con xóm giềng chứ có kẻ gian nào. Thôi, cứ để đấy ăn cơm đã. Tôi nói chẳng thừa đâu, nhỡ đâu ra đấy thì mất toi cái xe thổ mới mua lẫn cả cam à. Lần sau có chuyện gì, mình cứ đàng hoàng chạy về nhà, nói nhỏ với tôi là được rồi. Đừng có hét toáng lên, nghe chưa? Được rồi, lần sau tôi rút kinh nghiệm, thôi ăn cơm đi, đói bụng quá rồi. Tôi ăn xong rồi đây, để tôi chạy ra vườn cam xem thế nào nhá. Được rồi, mình ra trước đi, tôi dọn dẹp xong thì cũng chạy ra cùng mình. Nào, lấy xe thổ ra hái cam tiếp nào. Xe thổ mình để đây cơ mà. Đâu mất rồi? Thôi chết rồi. Thế là có kẻ lấy trộm mất xe thổ của nhà mình thật rồi. Cái xe vừa mới mua, thế có chết không chứ lại. Đúng rồi. Mình ơi. Có chuyện gì thế mình? Sao vừa ra vườn cam đã chạy về rồi thế này? Mình lại đẩy tôi nói nhỏ cái này. Cái xe thổ tôi giấu ở bụi cây bị mất rồi. Hả? Mất xe thổ rồi á? Kìa, sao mình lại hét toáng lên như thế? Thế không thì làm sao? Biết ngay mà. Thế là mất cái xe thổ mới tinh rồi. Ôi giời đất ơi. Mình dặn tôi phải nói nhỏ. Tôi đã chạy về tận nơi nói nhỏ với mình rồi. Thế mà mình lại còn hét lên. Ôi giời ơi là giời. Chồng ơi là chồng. Sao tôi lại lấy phải ông chồng khờ thế này? Này thì to nhỏ này. Cái xe thổ mới tinh mà để mất như thế. Lại còn to này. Thì kìa mình. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Ây ơi. Này thì to này. Chả nhỏ này. Nhanh cái tay lên xem nào. Quét cái sân mà cũng lề ma lề mề. Dạ vâng ạ. Ôi giời ạ. Quét cái sân mà như kiểu nhặt từng cọng rác vậy. Đúng là không làm được cái gì nên hồn mà. Dạ thì con quét chậm quét nhẹ cho đỡ bụi. Chứ quét nhanh quét mạnh bụi mù lên. Rồi chim của ông nó sợ. Ông lại mắng con ạ. Lại cãi đi. Người chỉ giỏi cãi thôi. Chẳng được cái tích sự gì. Có chuyện gì mà sáng ra đã ầm ầm nhà cửa lên thế? Con chào bà. Mẹ ra đây làm gì? Con đang dạy cho thằng Nô quét cái sân nhanh tay lên, chứ quét chậm thế kia, bao giờ cho xong? Thì quét chậm một chút cũng có sao đâu con. Chậm mà chắc cũng được mà. Mẹ lại bênh nó rồi. Cũng không phải mỗi chuyện này. Con thấy nó làm cái gì cũng thế. Lúc nào cũng chậm chạp lê ma lê mê. Không phải là mẹ bênh, nhưng mà mẹ thấy không ai hoàn hảo cả. Nô có thể hơi chậm chạp một chút, nhưng bù lại, nó rất cẩn thận mà. Chậm là chậm, người ta sẽ chỉ nhìn thấy nó chậm thôi. Chứ cẩn thận hay không, ai quan tâm hả mẹ? Thôi, con không nói với mẹ nữa, con đi câu cá cho đỡ bực mình. Cậu cứ làm từ từ cũng được, miễn là làm tốt là được. Dạ vâng ạ. Đấy, Phú Ông được một góc của bà có phải là tốt không? Nhìn cái gì nó cũng phải tích cực lên, chứ lúc nào cũng chỉ soi mói mình.
Hôm nay tớ bắt được nhiều cào cào nhất nhá. 30 chưa phải là Tết nhé Mít Mật. Lát nữa tớ bắt được nhiều hơn cho mà xem. Ghê ghê. Còn tớ là tớ chưa xuất chiêu thôi. Ôi già ơi, chiêu với chẳng trò. Bắt cào cào là chỉ cần nhanh thôi, chứ chậm như các cậu á thì có mà bắt bằng mắt. Hồng Xiêm ơi, Hồng Xiêm, có chuyện gì mà trông cậu hớt hà hớt hải thế? Lại có biến gì à? To chuyện rồi, to chuyện rồi các cậu ơi. Cả nhà tớ đang loạn hết cả lên. Có chuyện gì cậu nói rõ ra xem nào. Làm như cháy nhà không bằng ấy. Chuyện là cha tớ được tặng cái vòng vàng, không hiểu tại sao lại bị nứt. Bây giờ mà sửa là hư cả cái vòng, nên cha tớ đang thất vọng, thành ra bực bội, quát tháo ông tỏi cả lên. Không sửa được hả cậu? Cha tớ đã đem cái vòng tới những người thợ kim hoàn giỏi nhất, nhưng họ nói không được, vì vết nứt chạy sâu xuống chiếc vòng. Nếu cố sửa chỉ làm vòng thêm hỏng thôi. Chẳng có lẽ không có cách nào sửa được à? Ông Xiêm ơi, cậu nghĩ cách xem. Chứ cái vòng mà không sửa được á, chắc tớ không biến thân với cha tớ mất. Tạm thời tớ chưa nghĩ ra cách nào, vì tớ đâu có phải là thợ kim hoàn. Tớ cũng chưa nhìn thấy vết nứt đó. Cậu phải cho tớ nhìn thấy nó thì tớ mới xem có cách nào được hay không chứ. Thế thì về nhà tớ. Ông ngồi xuống cho khỏe, chứ ông cứ đi thế, chóng hết cả mặt. Lắm chuyện, chóng mặt ông chứ chóng mặt ngươi à? Thì con chóng mặt thật mà, bà cũng thấy chóng mặt, đúng không bà? Nó nói đúng đấy, có chuyện gì thì từ từ giải quyết. Con cứ đi đi lại lại như thế, con không chóng mặt, nhưng người xung quanh con chóng mặt đấy. Bây giờ biết giải quyết làm sao cơ chứ, chẳng ai sửa được nó. Vậy là cái vòng quý giá tinh xảo này thành đồ bỏ đi rồi. Bỏ đi là bỏ đi thế nào hả ông? Bán đi vẫn được ối tiền đấy. Ngươi không còn cái gì để nói nữa à? Cái vòng thể hiện đẳng cấp của ông mà ngươi nói bán à? Thì nó hỏng rồi, bán đi cho đỡ phí ạ. À? Bán cái đầu ngươi ấy. Chúng cháu chào bà. Chào ông ạ. Chào các cháu. Các cháu tới chơi đấy à? Dạ không phải ạ. Cháu nhờ Hồng Xiêm đến để xem có cách nào sửa cái vòng của cha không ạ. Hồng Xiêm, ngươi lắm mưu mẹo. Ngươi nhìn xem, có cách nào loại bỏ được vết nứt của chiếc vòng vàng này không? Nó bị nứt sâu thế này, loại bỏ nó chắc chiếc vòng còn vỡ ra mất ạ. Thế thì nói chuyện làm gì? Ngươi nói y như mấy tay thợ kim hoàn ta gặp. Ôi giời ơi, vậy là không còn cách nào à? Có gì đâu, chỉ là một vết nứt thôi mà. Biết đâu sau này, vết nứt đó chính là ưu điểm của nó. Ưu điểm cái gì chứ? Làm sao vết nứt có thể thành ưu điểm được hả mẹ? Ôi giời ơi, vậy là hỏng mất chiếc vòng rồi. Vết nứt thành ưu điểm à? À, cháu có cách rồi. Người nói sao? Người có cách xóa vết nứt này à? Dạ, ông cứ để cháu đưa nó tới thợ kim hoàn. Đảm bảo sau này chiếc vòng còn đẹp hơn chiếc vòng cũ. Được được, nếu đúng như người nói, ta sẽ cho các người lên chợ huyện. Các người thích ăn gì thì ăn, ăn căng bụng thì thôi. Yeah. Ông cứ như là cháu thèm ăn lắm ý. Cháu chỉ giúp ông thôi. Thôi được rồi, chỉ cần ngươi sửa được chiếc vòng này, muốn gì ta cũng chiều. Ông ơi, ông. Đâu đâu, cái vòng của ta sửa xong rồi à? Dạ vâng ạ. Cái vòng mới còn đẹp hơn cái vòng cũ nữa ông ạ. Ô, vết nứt vẫn giữ nguyên này. Đúng thế, vết nứt đó lại trở thành cuống của bông hoa hồng. Vậy là giờ nó trở thành chiếc vòng vàng khắc hoa hồng rồi. Nhìn đẹp quá. Công nhận là nhìn đẹp thật. Đẹp hơn cả lúc trước nữa. Hay, quá hay. Có ai mà có được cái vòng vàng khắc hoa hồng như thế này chứ? Làm sao người nghĩ ra được cách này vậy? Dạ, tất cả là nhờ bà đấy ạ. Hôm trước bà nói, biết đâu vết nứt thành ưu điểm, nên cháu nghĩ là nên để vết nứt thành một cái gì đó có ích. Và cháu nghĩ ra là khắc hoa hồng và để vết nứt làm cuống ạ. Khá, khá lắm. Các con à, trong cuộc sống,
ai cũng đều có những khuyết điểm. Điều quan trọng là cần chấp nhận, tận dụng chính những khiếm khuyết đó để làm điều có ích. Mẹ nói đúng ạ. Đúng là có những chuyện khuyết điểm lại chính là ưu điểm. Vậy là giờ con lại có chiếc vòng độc nhất vô nhị rồi. Ôi, mãi mới có ngày đóng quán nghỉ ngơi mà nhìn nhà cửa bừa bộn lộn xộn thế này. Mình! Mình ơi! Có chuyện gì cứ gọi ời ời thế? Nhà cửa bữa nay bừa bộn quá, mình giúp tôi một tay dọn dẹp lại chút nhá. Ờ hay cái bà này, được ngày nghỉ ngơi, bà phải cho tôi nghỉ chút chứ. Bình thường quán xá tôi cũng đã luôn tay luôn chân đỡ bà rồi còn gì. Thì lúc mở hàng tôi cũng làm quán đấy thôi chứ cũng có chơi đâu. Nhà thì nhà chung, chẳng nhẽ mình thấy bừa bộn thế này mà không ngứa mắt à? Ngứa mắt thì là việc của bà còn gì. Cứ thấy tôi dễ tính là cái gì cũng tôi. Thôi tôi mệt lắm, phải đi nghỉ ngơi tí đây. Chẳng nói thì thôi, nói thì thêm bực mình thế này. Cứ như đây là nhà riêng của mình tôi, rồi mình tôi bày bừa ra ấy. Hôm trước phú bà nói thèm canh mùng tơi. Vừa hay ở vườn nhà mùng tơi đang tốt quá, này mang cho bà ấy một ít mới được. Phú bà ơi! Này này bà nó, bà cứ để hết đống quần áo đấy tôi giặt cho. Chứ bà động vào làm gì cho mệt, rồi lại khô hết ra tay ra. Ai lại để việc của đàn bà con gái cho chồng làm thế bao giờ? Không sao hết, là bậc nam nhi trong nhà thì đỡ đần cho vợ làm việc nên làm mà. Bà cứ ngồi nghỉ ngơi đi, để đấy cho tôi. Thôi được rồi, ông đã nói thế thì tôi cũng đành nhờ ông vậy. Đúng, phải thế chứ. Cứ để cho tôi pha ấm nước trà rồi đấy. Bà cứ ngồi nghỉ ngơi rồi uống nước đi. Vâng. Ôi trời ạ, mắt mình có hoa, tai mình có lúa không vậy? Ơ, bà Bẹo sang chơi à? Bà sang từ lúc nào thế? Tôi sơ ý quá giờ mới thấy. Bà vào nhà đi. À vâng, tôi mang cho bà mớ rau mới hái ở vườn đấy mà. Ấy chà, quý hóa quá, cảm ơn bà lắm. Này, vừa nãy có phải tôi nghe nhầm không? Phú ông nhà bà nằng nặc đòi đi giặt đồ giúp bà à? Vâng, thì đúng là như vậy. Gần đây ông nhà tôi tiến bộ lắm, lúc nào cũng xung phong đi giặt đồ bà. Ôi, thế thì nhất bà rồi. Phú ông thế mà lại là người chồng chăm chỉ, tâm lý. Chẳng như lão chồng nhà tôi, muốn nhờ dọn dẹp nhà một tí là chẳng bao giờ được cả bà. Chán lắm. Thì trước đây phú ông nhà tôi cũng thế. Thế nên tôi mới phải đau đầu nghĩ cách mãi đấy. Nghĩ cách à? Bà có cách gì mà hay thế? Đây, để tôi nói nhỏ với bà nhé. Chuyện là thế này. Để xem sau hôm nay lão phú ông còn chối không giặt đồ nữa không. Mình để hẳn 3 đồng vào đây mới được. Ôi, ông ơi, hôm nay tôi đau tay quá. Ông giặt đồ giúp tôi một hôm thôi. Tôi xin thề, tôi hứa, xin đảm bảo từ giờ về sau sẽ không bao giờ nhờ ông làm việc nhà nữa. Bà rõ là rách việc. Đường đường là một đấng nam nhi thế này lại ngồi giặt đồ bao giờ. Thôi thôi, nay đau tay thì để mai giặt. Thôi mà, nhà mình mỗi ngày cả đống đồ, dồn vào đến mai thì tôi cũng chịu thôi. Ông giúp tôi lần này đi mà, chồng yêu, chồng quý. Mệt với bà lắm thôi. Bà nhớ đấy, từ ngày mai đừng có nhờ vả tôi cái gì nữa. Được được, tôi hứa mà. Mình bị ma xui quỷ khiến thế nào mà lại nhận đi giặt đống đồ to thế này cơ chứ. Đúng là cái mồm làm khổ cái thân. Thôi thì đành cố vậy. Cuối cùng cũng dụ được lão ấy sờ vào chậu đồ rồi. Ơ, cái áo này có gì thế? Hả? Tiền. Hẳn là 3 đồng liền. Đúng là số hên. Thế này thì một chậu chứ 3 chậu mình cũng giặt. Đúng là trời thương mình rồi. Cái gì? Bà bỏ hẳn 3 đồng vào để lứa ông ấy giặt đồ nhặt được à? Sao mà nhiều thế? Ông ấy vớ được thì đời nào chịu trả cho bà? Vâng,
thì dĩ nhiên rồi. Ông ấy thấy có thì ẵm luôn rồi giấu nhẹm đi, chứ đời nào mang trả. Nhưng sang hôm sau, tôi sẽ không phải nhờ ông ấy giặt đồ nữa, mà ông ấy sẽ kiên quyết xin tôi được cho giặt đồ tiếp. Bà lại để tiếp 3 đồng vào cho ông ấy à? Thế thì tốn kém quá. Không không bà ơi, ngày hôm sau tôi sẽ không bỏ đồng nào cả. Như thế liệu có được không? Được quá đi chứ. Ông ấy vỡ bẫm một lần thì đời nào chịu từ bỏ dễ thế. Ngay sau đó 2-3 ngày liền, ngày nào ông ấy cũng xin phép giặt đồ, nhưng tôi chẳng để đồng nào cả. Thế thì ông ấy sẽ không giặt đồ nữa mất. Đúng đúng, tôi sẽ để chế độ nghỉ 2-3 ngày. Sau đó đến ngày thứ 4, thứ 5, tôi bỏ mỗi ngày 5-7 hào vào để ông ấy không mất hy vọng. À, ra là thế. Cứ thế đi bà ạ. Sau vài ngày không để gì tiếp thì tôi sẽ để tầm 1 đồng nữa. Ông ấy sẽ lại chắc mẩm vớ bẫm miếng mồi to nên sẽ kiên trì xin giặt đồ cả tháng. Còn tôi sẽ cân đối trong tháng, làm sao mất khoảng 5 đồng thôi. Thế là coi như cả tháng khỏe re. Nhưng cả tháng cũng mất những 5 đồng, thế thì tôi thả tự giặt đồ lấy còn hơn. Bà lại tính toán hạn hẹp rồi. Để tôi nói cho bà nghe tiếp này. Như phú ông nhà tôi, quỹ đen để đâu tôi biết hết. Khi nào thấy tốn kém quá thì tôi chỉ cần làm một trận truy lùng quỹ đen. Khi bắt được quỹ đen thì có mà phú ông hay ông chồng nào thì cũng gọi dạ bảo vâng răm rắp, phải không nào? Đúng, đúng. Thế thì coi như ta lại có một tuần ngoan ngoãn tự giặt đồ nữa. Đúng rồi. Còn đôi khi tôi cũng thấy tội cho phú ông nhà tôi, nên coi như một tháng chi cho ông ấy 5 đồng tiêu phạt trà nước. Mình cũng vừa được việc mà ông ấy lại vui, đúng chưa nào? Không đi đâu mà thiệt. Đúng là phú bà tính toán cứ gọi là chuẩn không phải chỉnh tí nào. Đáng học hỏi. Đấy, cứ tùy tình hình kinh tế mỗi nhà, bà cứ về mà áp dụng, kiểu gì cũng thành công. Được được, nhất định tôi phải học theo chứ. Kế hay thế cơ mà. Cảm ơn bà.